Thôi ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi mời em. Thôi bây giờ mình giới thiệu về mình đi bạn. Dạ em tên là Mai Nguyễn Tấn Đạt. Em 25 tuổi. Hiện em đang làm việc tại quận 9. Em là kỹ thuật viên vận hành máy. Quê Đạt ở đâu? Quê em Long An chị. Rồi mời em gái giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường, anh Huyền Linh và quý vị khán giả. Em tên là Vương Thị A Lo. Thì em sinh năm 1995, em tuổi heo. Hiện tại là tư vấn y khoa cho một công ty về sức khỏe. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Dạ điểm mạnh thì ít mà điểm yếu thì nhiều. Em biết nấu ăn, nói chuyện rất là to. Có thói quen là đi vệ sinh hay cầm điện thoại. Đi xe thì hay ngủ quên. Cho nên là cứ mỗi lần đi xe á là mẹ em cứ muốn liền em xuống không à. Bởi vì cứ sợ em té á, cứ gió hiu hiu là em ngủ gục à. Nói chung là nhiều cái tật xấu lắm mà em kể rau ra chắc em mai. Em công nhận cũng thật lòng ghê. Đi toilet cầm điện thoại cũng nói nữa. Dạ em thích sống ảo á. Sống ảo? Ủa trời ơi. Sống ảo trong toilet luôn hả? Thôi rồi. Vô toilet mà cũng vậy nữa em hả? Dạ cho vệ sinh cho dễ. Tưởng đâu vô trong trống mà chụp hình tự sướng nó đăng Facebook chứ. Dạ lâu lâu cũng ơi, có chết rồi. Đăng lên cái là mệt luôn á nha. Rồi còn bạn trai. Điểm mạnh của em là biết ca hát, cũng nấu ăn cũng được. Còn điểm yếu của em là em rất là nhát đám đông, hay rụt rè. Nhiều khi mình hay nóng tính. Nhưng mà được cái em nóng tính xong rồi qua hôm sau em suy nghĩ lại mà thấy cái nóng của mình sai là em quay qua em xin lỗi cái người mà em nóng tính với người đó. Bây giờ thôi hát bài cho đỡ rung đi. Dạ. Thì em hát một khúc trong bài Ánh Nắng Của Anh. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói, vì em luôn đẹp nhất khi em cười. Bạn nữ có thể hát đáp lại bạn nam chút đi. Dạ thì em xin hát bài em quên tên mất tiêu rồi. Dạ vô hát luôn em. Và em muốn hát lên cho thỏa nỗi nhớ, cho vơi đi những khát khao trong lòng, cho dịu đi tình yêu như cháy bông, nỗi nhớ anh nghẹn ngào ngập tràn trong tim em. Dạ hết rồi. Em có thói quen hay có sở thích gì không? Dạ em đi ra đường em hay cầm tỏi, bởi vì do em bạn em nói em là tính hay dễ dụ á, tính cực khờ á, cho nên đi đâu em cầm tỏi theo. Bữa nay có cầm tỏi lên đây không? Dạ cầm dự bí, hôm nay có cái gì đựng trong đây đó. À coi như đi đâu cũng cầm tỏi theo vậy sợ bị dụ. Dạ rồi. Ủa, còn có gì tỏi nữa là dụ không được em hả? Dạ tỏi tính ta, em đi coi bói nhiều người ta nói vậy, sợ ta bỏ bùa đó. Dạ. Tỏi để giải bùa đúng không? Dạ rồi còn gì thói quen nào nữa không? Dạ em không ăn bò. Cái gì? Không ăn thịt bò. Dạ hồi đợt em đi thi đại học mà em rớt á, thầy bói nói á là em do ăn bò cho nên bị rớt, nên từ đó em không ăn bò nữa. Trời đất ơi, còn gì nữa không? Dạ còn gì nữa? Dạ thì như nãy em kể á, em đi xe á thì em hay ngủ quên á, em tự lái em tự té luôn. À trời cô lạ ta. Ủa em, cái túi em để tỏi rồi cái tiền em bỏ đâu em? Dạ ngày xưa thì lúc mà mới vào Sài Gòn á, em đi con mình em sợ, hồi giờ em đi xe 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 nữa, em nhét tiền ở dưới cái dây á, cái xong rồi giờ không cho mang giày em phải nhét vô tóc. Cô này lạ thiệt, tỏi để túi tiền để tất. Ủa em quê là ở đâu vậy em? Dạ em ở Phú Yên. À chú quê Hoài Linh đó hả? Dạ đúng không? Hoa vàng trên cỏ xanh đó hả? Dạ giờ mùa hè không có xanh nhưng nữa. Mà đó giờ có bị gạt gì lần nào chưa mà sợ đủ thứ vậy? Dạ chưa, sợ sợ mà gạt không ai gạt hết đâu. Tại bỏ tỏi nhiều quá không ai dám gạt. Nhiều khi bỏ cái trời mưa ướt cái thay cùng tỏi khác. Không anh chỉ em cách này nè em, bỏ tỏi cũng bị gạt nữa, em về em đâm tỏi nhuyễn ra xong để nguyên bịch em trét nguyên người rồi em đi đâu vậy, không ai dám dụ em chứ. Em thôi. Sợ đi ra đường á người ta nói em bị hao nách cho nên em không dám dùng tỏi đâu. Đó là thiệt thà. Thiệt có sao là nói vậy? Phú Yên đó mà. Bạn trai bên kia thì sao? Nghe vậy rồi mình thấy như thế nào? Chắc em mua cho xà bông bưởi tắm cho bớt đi mùi tỏi quá chị ơi. Người ta bỏ trong túi đàng hoàng. Còn cái kia là người ta sợ, người ta tưởng như thôi chứ đâu có bị hôi đâu. Cái lùng viên. Mai em về em đâm ớt em tét luôn. Đi cho nó ngọp cái ổi cái tỏi bên kia luôn.
Tình thôi trường. Bây giờ nói chuyện vui thôi ha. Bây giờ nói chút xíu về tình trường bạn đi. Em là em ế kiên trì luôn á. Mà không biết là cái kiên trì nó ế với em hay em là em kiên trì với nó nữa. Mà 25 mùa lúa trổ rồi em chưa từng nắm cổ tay ai. Cũng hay. Bên đây sao cưng? Dạ em cũng vậy. Dạ em cũng vậy. Hả? Em làm lại câu thơ cho bên kia đi. 20 mấy mùa. Sinh năm 95 là... Trời ơi đếm nữa hả? Cộng tuổi đẻ luôn là 24. 24 mùa lá đổ. Dạ. Chưa ai cầm cổ tay. Dạ. Hy vọng ngày hôm nay ảnh cầm cổ tay mình. Dạ thôi cũng được. Được không? Dạ. Bữa nay là không có đem tỏi lên đây là ảnh vô được đúng không? Có tỏi em cũng biết nữa. Trời ơi thiệt chứ. Bây giờ muốn lấy chồng chưa? Dạ nếu hợp thì lấy. Như thế nào mới là hợp? Cao. Cao. Cao đừng có mít 75 trở lên là được. Cao bao nhiêu? Cao vừa vừa không chị? Cỡ bao nhiêu? Bên đây không 75, 57 được không? Dạ cũng được. Nói chung là cao. Dễ dãi quá vậy. Cao, thẳng. Nhưng mà nếu cao cong thì cong vừa vừa thôi, đừng cong quá. Ế rồi giờ gì cũng chịu hết. Cong cong cũng được, nhưng mà đừng cong quá. Dạ. Tính tình có không thích cái gì người đàn ông không? Thì do em là gái ngành đó. Cũng không gái có... gì? Dạ em làm ngành y tế cho nên là em cũng không quan trọng cái đó lắm. À. Cho nên là em chỉ thích là kiểu như là không có phụ thuộc vào cha mẹ. Nói chung không có xin tiền ba mẹ. Còn nếu xin là phải trả. Mượn mới trả, dạ, xin trả dạ. Gì nữa. Có nghĩa là thích người đàn ông tự lập. Dạ. Bạn trai sao em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Những cái đó thì chắc tầm hơn 99% chị à. Rồi. Mẫu người của em sao? Em thích người bạn gái như thế nào? Dễ thương chút, tính tình vui vẻ, yêu thương gia đình là được rồi. Dạ. Cái đó em dư. Dư luôn hả? Em chỉ thiếu chiều cao thôi, cái gì em dư. Làm dâu được không? Dạ, được. Không có sao chị, nó đừng có khai ra chi. Dạ. Chào em. Dạ, chào chị. Em cao mét nhiêu? Em cao mét 68. Chuẩn quá ha. Mà bây giờ được thì chừng nào tiến tới hôn nhân? Trong 2 năm đổ lại là tiến tới hôn nhân. Chừng nào đẻ con? Cái đó thì để về em nói với bạn đó sau chứ giờ. Mà có biết làm ăn gì không? Biết chứ chị. Chưa có mối tình nào sao biết là mình biết? Thì thử mới biết, chắc chắn là được. Có hôn thử lần nào chưa? Có, con em hôn nhiều lắm. Hôn ai? Hôn con của bà chị kế bên phòng. Con bà chị nhiêu tuổi? Con bà chị nó 2 tuổi mấy. Vô duyên. Có coi phim tình cảm thấy trai với gái hôn nhau chưa? Có chứ. Trong người mình cảm thấy sao? Thì cũng muốn hôn, nhưng mà chưa tìm ai nên ôm qua ôm cái ói nhịn gói xong coi tiếp. Mà mình không được đúng không? Dạ được. Thẳng đúng không? Thẳng. Thích trai không? Không bỏ đi chị ơi. Ở đây ha. Rồi để dạ. Chị coi đẹp trai lắm nha. Cao ráo nha. Bây giờ người phụ nữ thế nào? Em thích gì? Dạ, nói luôn coi. Anh Nguyệt Lão xe duyên cho em người bạn nữ cao tầm 1m52 tới 60 cũng được. Từ đó thôi ha. Dạ. Nói đùa là cô gái 1m52 của bài đó chứ em thích người con gái khoảng từ 1m6 trở lên. Dạ. Rồi, tóc ý là dài dễ thương. Ngắn. Tóc dài, đen. Tóc dài, đen. Đúng màu không? Màu đừng có chói quá là được. Sơn móng tay móng chân đủ màu được không? Một màu thôi, đủ màu nhìn lát mắt em nổ đom đóm. Xăm mình được không? Xăm mình thì em thì được nhưng mà gia đình em nghĩ không được. Dạ. Tại giờ phụ nữ hay xăm lắm. Trời ơi cao. Dễ thương quá. 1m52. Bài đó dễ thương lắm. Em biết bài đó. Em biết. Tại em nói lộn đó. Nó lộn nghe đó. À, 1m52. Không cao như mọi người phải ngước nhìn. Dễ thương lắm. Chào em gái. Dễ thương. Hôm nay thì em gặp chàng trai bên đây thì nói chung cũng trắng trẻo. Vấn đề cao thấp không quan trọng. Quan trọng là cái đầu của mình. Đúng không? Dạ. Em có ghen không? Bởi chàng trai bên đây là cũng hơi đẹp trai, nên cũng dễ các cô gái theo lắm á. Em không quan trọng, con trai đương nhiên phải lăng nhăng rồi. Quan trọng là biết quay về là được, mà em phát hiện ra là chết với em. Do là em có vỏ. Con trai phải lăng nhăng hả? Dạ, em thấy bình thường. Bình thường? Dạ. Có củ tỏi nào không đưa coi? Bữa nay không có cái nào ở gánh hết. Dễ thương á. Rất là xinh, giọng nói lạ lắm nha, dễ ấn tượng lắm á. Dạ. Rồi, em ghét gì nhất cái đàn ông? Từ từ, em quên tên bạn kia. Nhưng nãy em rung, em nghe được kỹ thuật viên thôi. Đạt 25 tuổi. À dạ, đúng tên cha em. Hả? Dạ, đúng tên cha của em. Chết mồ không? Gì anh nói em? Em giống tên cha của bạn ấy. Chết luôn á. Về bây giờ nữa gây lộn nữa. Đạt. Hả? Nhiều khi là không dám chửi anh. Chửi là ông già quýnh lại sao? Trời ơi, trùng hợp lạ ta. Tên con rể, tên ba giống nhau. Không dễ thương. Em vui lắm á.
Em có cái duyên ngầm nha, quê của bà dân vợ anh gần bên em á. Nha Trang hay Bình Định á? Bình Định á. Dạ. Ừ. Xa lắc em chưa đi. Có võ đó, đừng chọc được. Nha. Võ cổ truyền hả? Dạ sao anh biết? Thì thường Phú Yên mà Bình Định võ nhiều đó, em có thể múa một đường cho anh coi không? Dạ không, tím tím lại. Hả? Cho bạn anh kia sợ nữa. Kệ nó sao đâu, trời con gái có võ tốt có gì đâu. Giờ anh lâu rồi em quên, em nhớ được nữa. Danh ngày xưa ba không có cho, ba nói con gái học y là không nên tập võ. Cho ba là võ sư rồi không muốn con gái cũng đi con đường quánh võ. Cho nên em toàn học lén khi ba dạy học trò thôi. Chủ yếu là đứng tấn với lại rồi, chúc em múa dài đường cho anh coi, anh nể em nha. Dạ. Ok, đâu có sao đâu. Rồi, chấm đàn gái, dễ thương, thông minh, hài hước. Được. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nè. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với bạn thân từ nhỏ đến lớn. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào bạn Nam, chào quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Duyên, là bạn sát nhà với A Loan luôn, chơi thân từ nhỏ tới giờ luôn. Em có nhận xét về bạn thân của em á, phải nói là cực kỳ thật thà luôn, rất là vui tính. Bạn Loan á, thì là nấu ăn rất là ngon, biết chăm sóc gia đình, quan tâm tới ba mẹ và rất là hiếu thảo luôn. Về phía Nam này á, thì em thấy bạn Nam này là theo cái nhìn chung tổng thể và theo cái tâm tưởng của Loan á, thì bạn này là rất là hợp với Loan luôn. Nhìn cái phong thái, rồi nhìn cách nói chuyện, nhìn lúc mà bạn bước vào á, thì em thấy bạn có cầm thêm một cái món quà để tặng Loan. Và Loan rất là thích cái này. Dạ em xin hết ạ. Thôi cảm ơn bạn. Thôi. Dễ thương quá. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với cha mẹ và em gái cùng bà chị của em. Chào cô Linh, chào Cát Tường. Dạ. Chào các khán giả ở trường quay. Cô là mẹ của Đạt. Đạt thì rất là nhát gái. Hôm nay đến trường quay cũng mong cho Đạt tìm được một nửa của mình. Cô gái bên đây cũng đẹp mà hiền, cũng dễ thương, biết nấu ăn đồ. Cô thì cũng muốn kiếm được một con dâu ngoan hiền, lễ phép, biết lo cho chồng con. Mong hai đứa cho nhau cơ hội. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Loan ơi Loan. Dạ. Em cũng đừng yên tâm, đừng lo lắng gì, bởi vì mẹ của Đạt thì cũng nhỏ con ha, cũng hợp với em lắm á. Thấy mẹ hiền rồi, ba đó hả? Ba Đạt á hả? Sao chú thấy sao chú con dâu tương lai mình được không? Chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Dạ. Thì thấy cháu gái bên đây nó cũng dễ thương, cũng do đài truyền hình này thế duyên thì tôi cũng cảm ơn xin hết. Dạ cho em xin ý kiến của chị của em. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Em thấy bé cũng dễ thương, cũng thấy hiền lành. Chương trình có thể cho hai đứa là tạo điều kiện, nếu mà hai đứa nó hợp với nhau thì cùng nhau tiến tới. Em xin hết. Cảm ơn cả nhà. Bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt. Bắt đầu. Có món quà tặng em. Em thì nấu ăn giỏi hà. Dạ nấu gì cũng được, cay thì nấu kiểu cay, nói chung nấu kiểu gì em chơi kiểu nấy. À là dạ. đủ hương sắc hương vị trong dạ. Nấu ăn cái gì? Anh thấy gì đây không? Cái gì? Đều xong bằng tay rồi. Dạ. Ở nhà anh đông anh chị em không? Anh có một đứa em gái nữa đang học lớp 10. Dạ. Chắc cao lắm ha. À nó cao, nó ngồi. Dạ. Đừng có nói chuyện cao lùng gì đấy. Dạ. Vô chuyện tình cảm đi. Anh có thân như bạn gái đâu không? Thân á hả? Dạ. Thân thì có. Trước cũng có thích đơn phương một cái bạn gái, nhưng mà chỉ là mức tình bạn ở đó thôi, không có hơn được nữa. Dạ anh cũng chăm chán như em luôn. Trước trong em chắc. Cũng chưa có mối tình nào, nhưng mà cả chơi thân như một bạn trai. Hồi ở sinh viên á, thì tụi em ăn chung, học chung, làm chung, tắm biển chung, chỉ có không ngủ chung thôi. Giờ mọi đứa cũng nói chung là không chung đường, nghĩa là giờ bạn đi về quê bạn, còn em về quê em. À. Cho nên em cũng có rành về con trai lắm, nhưng mà về bệnh lý thì em rành. Rồi coi coi ảnh có bệnh gì không? Dạ em có chỉ tay thì em mới biết. Em có thể thoải mái. Đó em qua đi, em qua đi, em qua em bắt tay coi ảnh có bị bệnh gì không. Sao anh run dữ. Này chắc nó loạn nhịp rồi không ra quá.
Sao? Dạ anh rung quá, chưa gì ta rối loạn thần kinh thực vật rồi á. Rung quá. Giờ em chuyển anh qua thực vật luôn rồi chứ. Nhưng mà rối loạn thần kinh thực vật là sao cô? Rối loạn thần kinh tim, tim đập hồi hộp á. Dạ em thấy anh chắc cũng đúng là từng trải qua một cây cá tình đơn phương thì em có thấy. Ồ, thấy được luôn hả? Dạ. Bây giờ mình nhìn thẳng vào mắt đối phương đi, mình còn 15 giây nữa thôi nha. Mỗi người hãy nói lên cảm xúc thật sự của mình bây giờ như thế nào. Mình thấy trong lòng mình như thế nào mình nói. Em cảm nhận như thế nào em nói trước đi. Dạ em thấy anh cũng giống người mà em đang tìm. Còn anh thấy em sao? Dạ em không có cao 1m52 đâu. Chiều cao cũng không quan trọng lắm, mẹ anh cũng không có cao lắm. Chủ yếu là biết hiểu nhau là được. Dạ. Rồi hết thời gian. Nào. Để tay vào bấm đi các bạn. Rồi. Bây giờ hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nhé. Và sẽ đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Nếu chúng ta rung động thì chúng ta mới bấm. Còn nếu chúng ta chưa rung động thì chúng ta không bấm. 1 2 3 Hết thời gian. Mời em. Anh xin lỗi, em nghĩ là mình chưa có duyên với nhau. Mong là em sẽ tìm được người tốt với em. Bạn nghĩ gì mà bạn không bấm? Dạ em chưa có rung động thực sự. Nên là nếu mà mình bấm thì mình sẽ có trách nhiệm với lại cái nút bấm đó. Chính xác. Dạ. Dạ thì không quen thì làm bạn. Hãy lạc quan lên. Biết đâu sẽ có nhiều chàng trai đang theo dõi chương trình và sẽ bấm nút chọn bạn nhé. Rồi rất là dễ thương. Thông tin cá nhân như là tên tuổi của mình này, hiện tại mình đang làm nghề nghiệp gì, quê quán của mình ở đâu, sở trường sở đoản của mình như thế nào nhá. Mời anh ạ. Em tên Kim Quỳnh Khanh, sinh năm 1994. Nghề nghiệp thì hiện tại mình đang kinh doanh con giống, về mảng mà gà giống vịt giống. Sở trường là gì cũng làm hết trơn á, không biết sở trường là gì nữa. Rồi mình quê quán ở đâu nhỉ, hiện tại mình đang làm ở đâu, đang sinh sống ở đâu? Quê thì mình đang sinh sống thì ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Còn quê quán thì ở Trà Vinh. Mình làm nghề này là làm được lâu chưa nhỉ? Ở Củ Chi là lâu chưa? Mình làm lâu rồi, 8 năm. Rồi thu nhập của mình đã ổn định chưa này? Bây giờ mà kiếm được mà người phù hợp thì có lo được cho người ta không? Thu nhập thì nhiêu cũng được. Nhiêu cũng được, nhiêu cũng thể là thu nhập của mình là bao nhiêu? Mình nói chung mình cỡ 30-40. 30-40 mỗi tháng. Nhiều hơn, nhiều khi thích hơn. Rồi, thì không biết là mình tìm bạn nữ như thế nào? Tiêu chuẩn của mình là như thế nào? Tiêu chuẩn của mình là đi chào cũng được á. Giờ không bạn nữ thì đi sao cũng được gì cũng sao hết. Nói chung là cũng dễ chịu cũng thật. Không sao, là sao mà em phải đưa ra cái tiêu chí nó rõ ràng thì chị mới tìm được. Nếu mà đơn giản thì tại sao em không tìm ở bên ngoài mà em vô chương trình? Nói chung mình công việc em nhiều quá, thật ra em ở ngoài em không có tự nhiên thì em hẹn đầu à. Vậy bây giờ sao, có thời gian hẹn hò chưa? Thì có chứ, mình dành thời gian ra. Chứ còn lên đây em không có thời gian thì nó cũng y như ngoài vậy đó. Mình phải chăm sóc, mình phải quan tâm cái cuộc tình đó nó mới đi tới kết quả được chứ. Được không? Em ca hát gì nữa không? Người Trà Vinh rồi mà, ca cổ, ca đồ đồ. Không biết ca cổ gì. Rồi vậy hát cho chị một đoạn đi. Bài gì cũng được, thử nghe coi nó như thế nào nè. Thì nghe sao ta, ở đây đông người gì? Đông người gì? Em đang ở đâu mà đông người? Em chỗ
cứu ruột á, của quân đội Việt Nam đó. Có ai để ý em đâu em ơi, em ngồi em cứ hát đi, hát dạy 3 câu thôi chứ đâu có thời gian hát nhiều, vài câu thôi. Đóng để chung ở đây anh em chỉ xe người ta ta cũng hơi không gì. Kệ nó, không ai nhìn em đâu em ơi, chị muốn có vợ không? Lên chương trình nó còn nhiều người, nó mấy trăm cái máy quay chỉ vô mặt em mà. Cũng vậy đó. Rồi hát, 2, 3. Bay đó, bay, em hát là sống đó. Chỉ là bay. Tụi chị đang chờ em đó. Bài gì cũng quên tiêu rồi. Bỏ qua có hát một. Bỏ qua là không có vợ, không được chọn đưa vô chương trình luôn á nha. Mình hát vui thôi mà có gì đâu mà ngại. Mình phải nỗ lực lên chứ. Cái gì cũng không chịu hết rồi đòi có bạn gái sao được. Mình không biết cao là gì luôn, quên chưa. Rồi nhưng nếu được chọn là về tập hát lên hát rồi có múa giỏ đâu được không? Biết giỏ được không? Dạ hát rồi chị, con không muốn múa. Dạ. Có sức khỏe được không? Dạ, cũng được chị, bình thường. Em là bao nhiêu ký, cao bao nhiêu? Em nặng 60-61 gì đó, cao 1m6. Rồi giờ 61 ký vậy là bạn gái 50-55 ký được không? Dạ được. Rồi ấm bạn gái nổi phải không? Dạ được mà, ấm được 25 kg hả? Em có 6 mấy kg hả? Tóa mồ hôi rồi hả? Dạ dạ. Thì gắn gắn thì được. Rồi, rồi ok được rồi, cảm ơn em. Nếu được chọn chương trình liên lạc lại cho mình nha. Ngày 1/4/19 quê quán là Cà Mau, Cà Mau. Cà Mau. Tại em sống ở Dương, công việc tại của em là về bên đi sản xuất camera mỗi cả thôi. Em mở tiệm hay sao nhỉ? Đâu? Em mở tiệm hay là em làm cho người ta? Ờ em làm công ty, em làm công ty sản xuất camera. Rồi em nói về điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của em. Chủ động chia sẻ giùm chị nha, đừng chờ chị hỏi nha. Điểm mạnh của em thì điểm mạnh của em là chơi thể thao và du lịch. Điểm yếu là nó ăn chưa được no. Còn về đường tự nhiên thì mỗi người mà em không muốn thì chỉ còn người đó chứng thuận và hợp đồng là được. Không yêu cầu về ngoại hình, không yêu cầu tuổi tác và không yêu cầu chung tinh thần. Em cao bao nhiêu? Em cao 1m62. Không yêu cầu tuổi tác rồi là lớn hơn em 10 tuổi được không? Lớn em lớn cả trường trong ở cho trong từ 94 được xuống là được chị. Rồi hồi xưa giờ được mấy mối tình? Xưa giờ em được một mối tình. Chia tay cách đây cũng được 2 năm. Mà từ lúc đó đến giờ em chưa có tình được kết hợp chứ. Lý do tại sao em? Vì do công việc của em thì đi làm suốt mất nên không có thời gian. Chứ mà không có thời gian thì đi cà phê với bạn bè. Nên chưa tìm mở được kết hợp chứ. Giờ đến đây em thành chương trình được em. Rồi em có tài lẻ gì không? Ca hát gì được không? Múa gì được không? Rồi em thì em quen thì chơi thể thao nữa nên có bóng chì nữa chị. Bóng chì nữa. Ok, rồi được rồi, cảm ơn em. Rồi, nếu được chọn thì chương trình sẽ liên lạc lại trao đổi thêm với em nha. Tên tuổi này, công việc hiện tại của mình, clip là quê quán của mình như thế nào? Mời anh. Mình tên là Hoàng Mạnh Vũ, sinh năm 1984, quê quán là Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại là nhân viên văn phòng, phụ trách cái lĩnh vực là xuất nhập khẩu. Rồi,
Mình sinh năm 84 đúng không ạ? Không biết là mình chia sẻ về cái câu chuyện tình cảm của mình trước đây được không? Đã từng yêu ai hay là từng kết hôn chưa ạ? Mình có yêu một vài người, nhưng mà trong quá trình tìm hiểu thì xét thấy người ta không có yêu mình, nên quyết định là không có tiến tới hôn nhân, rồi nên họ tự bỏ đi hết. Là cái mối tình gần nhất là cách đây bao nhiêu lâu rồi này? Cách đây 2 năm. 2 năm rồi, thì trong 2 năm đấy là mình cũng không tìm hiểu thêm ai ạ? Cũng tìm hiểu nhưng mà không có thành công. Rồi, không biết là bình thường thì mình thích mẫu con gái như thế nào, và mà cái mà mình không thích ở bạn nữ sẽ là gì? Tiêu chuẩn của anh như thế nào? Mình thích mẫu người nữ là nhỏ nhắn. Không phải là nhỏ nhắn mà là xinh xắn một tí, trắng trẻo sạch sẽ, nhân cách thì tử tế, và đặc biệt là cùng yêu thương nhau thật lòng. Rồi, không biết là về tuổi tác của bạn nữ thì như thế nào, ở quê quán của bạn nữ thì sao này, rồi là bạn nữ theo đạo thì anh ok không? Nếu mà theo đạo á thì đạo ai nấy giữ, điều kiện là đạo ai nấy giữ, và con á là sẽ không theo đạo, còn vùng miền á thì không quan trọng. Không biết là với những cái tiêu chuẩn này, ví dụ mà tìm chương trình tìm cho mình một người phù hợp thì mình có những cái gì mà mình thuyết phục người ta tìm hiểu mình sâu hơn hả anh? Về bản thân mình hiện tại mình đã sự nghiệp mình đã có những cái gì rồi này, làm rồi ra sao này, là thu nhập của mình thì em xin phép là hỏi là hiện tại thu nhập của mình là bao nhiêu? Tầm 20 triệu một tháng. Rồi có yêu cầu là bạn nữ phải là kinh tế như thế nào đấy tương xứng không ạ? Tương xứng thì càng tốt, còn nếu không thì cũng gọi là có chuyên môn, có nghề nghiệp, có việc làm. Ví dụ mà bạn nữ đang làm việc ở các tỉnh lân cận Sài Gòn thì anh có ok không, hay là bạn nữ phải làm việc ở Sài Gòn thì mới được? Nếu mà làm việc xa như vậy thì đâu có thời gian đâu tìm hiểu. Ví dụ như người ta có thời gian ví dụ như cũng muốn tìm hiểu, mà nếu đi sang luôn thì người ta sẽ bắt đầu chẳng hạn. Cái tình huống đó thấy khó lắm, tại vì cách nhau xa quá, mỗi lần mà muốn hẹn hò chắc cái đông ra cũng nản thôi, gần đi, gần thôi. Vậy thì không biết là khi mà tìm được bạn nữ phù hợp như vậy thì mình có kế hoạch tiến xa hơn là trong bao nhiêu lâu thì mình dự định kết hôn, rồi là kết hôn rồi thì sẽ ở đâu hả anh? Kết hôn rồi thì ở Sài Gòn, mình có nhà Sài Gòn mà. Cái này nó mới tự nhiên chân thật, dễ xuống. Thì thời gian tìm hiểu thì một năm hay là vài tháng gì đó mà mình cảm nhận được người đó thì cũng yêu thương mình thì ok thôi. Ngoài công việc hiện tại ra thì mình còn có sở thích hay là sở trường, sở đoản gì không? Mình có hát hò thì hay chơi thể thao gì được không ạ? Hát hò thì ai cũng hát được, chơi thể thao thì không, lâu quá rồi không có chơi. Rồi hát thì không biết là bây giờ anh hát cho chương trình mình một đoạn được không? Ủa, cái này là đang nói chuyện với cả chương trình, đúng là cả mọi người luôn hay ta tăng. Đúng rồi, là sẽ có các biên tập. Ở đây chỉ có ekip của chương trình thôi anh ơi, ban tổ chức của chương trình thôi, chứ không có những người bên ngoài. Ok. Hát hả? không hát được. Bạn đang casting và chúng tôi đang coi cái khả năng bạn tự tin, bạn nói chuyện như thế nào để chọn vào vòng trong, chứ cái này chỉ là vòng sơ tuyển thôi, cho nên bạn có thể không hát, nhưng mà cái việc đó nó sẽ ảnh hưởng đến kết quả của mình. Tùy bạn ạ. Thôi mình bỏ qua dòng hát đi nha. Rồi ok, cảm ơn bạn. Rồi nếu mà được chọn chương trình sẽ liên hệ lại cho mình nha. Cái đấy tao gửi luôn mày.
rồi mình kết thúc cuộc gọi nha bạn. Dạ anh ơi, vào phone của mình là xong rồi, bấm nút đỏ rồi cuộc gọi giúp bên em nha. Dạ em cảm ơn anh ạ. Vâng ạ, em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Duy Bách, 19 tuổi, sinh năm 2003, hiện tại bây giờ em đang làm việc và sinh sống ở tại Long An. À, công việc của em hiện tại, công việc của em là làm tại quán cà phê. Em bưng bàn hay là sao? À, em là nhân viên bồi bàn. Em nói một chút điểm mạnh điểm yếu của mình nha. Điểm mạnh của em là chuyên làm việc ở trên máy tính và chuyên sử dụng thao cầu lông và đá bóng. Rồi bây giờ là rồi bạn tiếp tục chia sẻ đi. Bạn, điểm yếu của em là không mạnh về khoản điểm yếu của em là không mười chín tuổi là mình tốt nghiệp cấp 3 chưa nhỉ? À, hiện tại em tốt nghiệp cấp 3. Rồi thì sao là mình là học trên Lào Cai luôn, quê ở Lào Cai luôn đúng không? Dạ vâng ạ. Thế là đã từng yêu ai chưa? Có từng có mối tình nào chưa? Trẻ này thì sao thì phải lên bạn muốn hẹn hò tìm người yêu đây? Tại em chưa có trải qua mối tình nào. Chưa trải qua mối tình nào, thế là tự chủ động đăng ký tham gia chương trình hay là ai đăng ký hộ? Em chủ động tự tham gia đăng ký. Rồi, chương trình của mình thì là ghi hình ở Sài Gòn. Nếu mà bạn được vào vòng trong thì có thể bay vào Sài Gòn để tham gia được không? Dạ được ạ. Được đúng không? Thế thì tiếp tục là gu bạn gái của bạn là như thế nào? Chưa từng có kinh nghiệm yêu đương ai là vì lý do gì? Cô bạn gái của em có thể là hiền lành, chăm ngoan và không cần chuẩn về ngoại hình, là chỉ cần chăm ngoan và hiền lành là được. Chăm ngoan hiền lành, tuổi tác thì như thế nào? Yêu các chị nào thì có được không này? Hiện về tuổi tác là có thể hơn em là trong khoảng 5 tuổi. Và để và bạn nó tuổi hơn em hoặc là kém em 1 tuổi. Ví dụ các bạn ở xa, ở tận trong miền Nam chẳng hạn thì có tìm hiểu được không? Hay là phải loanh quanh khu Lào Cai thôi? Nếu mà Hà Nội thì sao? Về vấn đề đó là Hà Nội đi. Vâng, bọn em có thể lấy được, có thể tìm hiểu ở Hà Nội cũng được. Ví dụ mà bạn nữ ở Hà Nội thì mình có sắp xếp công việc hay như thế nào để xuống Hà Nội, chứ còn Lào Cai xuống Hà Nội cũng hơi xa, hiểu cái gì được. Về đây đấy thì kinh tế em thì em giải quyết được, và em có thể lấy được một gần ở Hà Nội thì bọn em lấy được, thậm chí xa em có thể về đó và tìm hiểu với bạn gái được. Nghĩa là mình không quan trọng cái vấn đề xa gần đúng không? Nghĩa là thích đúng không? Dạ vâng. Vâng ạ. Cậu mình có sở trường gì không? Mình có gọi là chơi thể thao hay là có hát hò gì được không mình? Hiện tại em sở trường của em là về thể thao, là về đánh cầu lông. Còn về điểm yếu của em là em không có khả năng có thể hát hò được. Thì em cũng giọng em nó cũng hay và em không thích hát. Không thích hát luôn? Vâng. Rồi. Ok, thì chương trình mình hôm nay là casting vòng đầu tiên. Nếu mà mình được chọn vào vòng ghi hình thì chương trình sẽ chủ động liên hệ lại với bạn để làm nội dung một cách cụ thể hơn, kỹ hơn. Rồi cảm ơn bạn ngày hôm nay tham gia casting của chương trình nha. Vâng. Rồi, chào bạn. Vâng. Dạ, một phỏng vấn của mình là xong rồi, bạn muốn đỏ rồi cuộc gọi với bên chương trình nha.